Quả là nhàm chán nếu tuần nào cũng như tuần nào, ngày nào cũng như ngày nào, và cuộc sống giống như một đường thẳng vô vị. Nếu dòng chảy hối hả của cuộc sống cuốn đi, không có lúc nào dừng lại, lặng nhìn cuộc sống, thưởng thức những giây phút hạnh phúc một mình hay với những người ta yêu quý, cuộc sống sẽ là một bức tranh đơn sắc vô vị. Mỗi ngày, ta có nhiều cơ hội để đi chậm lại, để thưởng lãm cuộc sống nhiều hơn bạn nghĩ, ngay cả với những người bận rộn. Cái rỗng làm cái đặc phát huy được tác dụng, cái tĩnh lặng bù cho cái xô bồ, im lặng bù cho cái thanh thoát. Khoảng lặng làm cuộc đời ý nghĩa hơn. Dừng lại một chút thôi, đun nước, pha trà và chiều chuộng giác quan của mình cũng là một cách tạo ra khoảng lặng cho cuộc sống thú vị hơn. Nhìn thấy cả vũ trụ trong một hạt cát và thiên đường trong một bông hoa, cái vô hạn trong lòng bàn tay và thiên thu trong một khoảnh khắc. Người bình thường bại bởi chữ lười, người có tài bại bởi chữ kiêu. Trên đời này có hai loại người ắt phải đối diện với thất bại. Loại thứ nhất là lười biếng, loại thứ hai là kiêu ngạo. Loại người đầu tiên thì gặp bất kể việc gì cũng để ngày mai rồi tính, kết quả sau cùng chẳng thể làm nên việc gì. Loại người sau thì thường không để ai trong mắt, cho mình là người thông minh, tài giỏi hơn người khác, nên thường chiêu mời sự oán ghét của người khác, kết quả sau cùng cũng thất bại nặng nề. Cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời luôn tương sinh tương khắc. Vì vậy, bạn hãy sống sao cho mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc nhất. Mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc, an lạc, đong đầy mới đúng là thực tế. Lắng lòng, nhẫn một chút thôi, sẽ nghe trời đất mở lời.